Hey yo, xin chào tất cả các khán giả của Trạm Giải Trí, mình là Phúc Du và rất là vui khi mọi người hôm nay ở đây đón xem và theo dõi chương trình của mình với Trạm Giải Trí. Rất là mong hôm nay chia sẻ của Phúc Du sẽ giúp cho mọi người có giờ phút nếu như không phải là thư giãn giải trí thì biết được thêm rất là nhiều về những cái dự án của Phúc Du và cũng như những gì Phúc Du đang làm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tiếp theo chắc là mình cũng phải giới thiệu một chút về sản phẩm mới của mình đi ha. Chắc chắn rồi. Và vừa rồi Phúc Du đã ra mắt mini album mới nhất đang xuất Thằng Em Yêu ở trên tất cả mọi nền tảng. Đây là một mini album mà mình đã ủ trong khá lâu với một cái màu nhạc mới, với một cái năng lượng mới từ một ông Phúc Du bán bánh mì, từ một ông Phúc Du lo-fi chill và tình, thì lần này nó sẽ rất là chiến, rất là năng lượng và nó là một cái thứ nhạc mình cảm giác rất phù hợp để tập thể thao. Vậy nên là bạn nào thích thể thao thì có thể check it out. Có phải đó là lý do mà mình làm cái MV chủ đề là lấy cái bối cảnh tập thể thao luôn không? Cái lý do mà mình lấy cái bối cảnh boxing, tập thể thao vì thực sự là đấy cũng là một môn mình rất là yêu thích. Những cái môn đối kháng ngày xưa thì mình thích một môn đối kháng là võ mồm, là battle rap. Và sau này thì mình có thêm một tình yêu, đấy chính là với MMA hay là kickboxing, những cái môn võ tự do một tí thì mình rất là thích. Và cái việc mà đợt này khi mà mình làm nhạc thì mình cũng muốn đưa cái niềm đam mê của mình vào, và nó rất là phù hợp với hình ảnh. Mình cũng rất là thích và mình rất là mong là mình sẽ có thêm nhiều cơ hội để mình thể hiện cái đam mê đấy trong các sản phẩm lần sau. Nghĩa là thích đánh nhau trên hình đấy ạ. Vâng. Nhưng mà tại sao mình lại chọn cái tựa đề cho mini album lần này là Đăng Xuất Thằng Em Yêu? Đăng Xuất Thằng Em Yêu thực sự là một cái ý tưởng mà mình nghĩ là đấy là một cái cách mà mình thể hiện cái điều mình thích nhất trong cuộc sống, đấy là phát triển mỗi ngày, đấy là thay đổi và tốt hơn mỗi ngày. Và cái việc là mình giết cái con người cũ của mình, đăng xuất con người cũ của mình, thì đấy là một cái mà mình nghĩ là nó là một cái thông điệp mà mình muốn gửi tới những cái người mà cũng rất là thích cái sự cố gắng, rất là thích phát triển bản thân như là mình. Vậy là Thằng Em Yêu ở đây là con người cũ của mình. Thực ra là bài đấy nó còn dài hơn. Bài đáng ra là nó sẽ có một đoạn nữa trong verse 2, và nó sẽ có cái câu đầu tiên. Thực ra là Thằng Em Yêu là phần chó má trong người anh đang muốn tách đi, gọi nó là thằng đánh guitar ngu vì tính tình chả ra cái đếch gì. Thì nó có một đoạn như thế, nhưng mà bởi vì mình thay đổi để cho nó thật là ngắn gọn và đi với con tim mọi người, nên là phải giải thích không ở trong nhạc. Tuy nhiên là mình nghĩ là khán giả khi mà nghe thì đều cảm nhận được cái điều mà mình muốn nói. Nhưng mà đặt cái tựa đề như vậy khán giả liên tưởng nhiều thứ lắm nha. Thì mình nghĩ đấy là rất tốt. Nếu mà mình có thể khiến cho khán giả liên tưởng thật nhiều và có thật nhiều cảm xúc thì mình nghĩ mình rất là vui với tư cách là một người sáng tác. Không biết là cảm xúc khi mà trở lại với đường đua âm nhạc và qua cái mini album lần này của lần thì Phúc cảm thấy như thế nào? Lần này trở lại với cái đường đua âm nhạc thì với mình thực ra nó không hẳn là đường đua, vì mình đua với bản thân mình là chính. Thì mình nghĩ là trở lại với trò chơi âm nhạc, trở lại với việc phục vụ khán giả bằng những cái gì tốt nhất và chất lượng nhất với mình, thì cái điều mình cảm giác tuyệt vời nhất và tự hào nhất đấy là cái phần năng lượng này của mình mà có rất nhiều người mong chờ một ông Phúc Du chiến, rất là nhiều người mong chờ một cái ông Phúc Du từ những cái trận battle làm nào để chuyển hóa nó lên nhạc. Và đấy là một câu hỏi mình cũng đã cố trả lời rất là lâu, và với cái dự án lần này là mình bắt đầu tìm được là cái cách để mình có thể thể hiện nó đến với khán giả tốt nhất. Và nhìn qua những cái phản hồi trong những ngày đầu tiên này thì thực sự là mình thấy rất là hào hứng để mà tiếp tục làm dự án tiếp theo, thậm chí còn chiến hơn, thậm chí còn năng lượng hơn. Trong những cái phản hồi mà mình vừa mới nhận được đó, có cái phản hồi nào ấn tượng khiến cho Phúc Du phải gọi kiểu như thậm chí là ghim cái bình luận nó vô trong đầu mình luôn không? Có một bình luận mình rất là cảm thấy sung sướng khi mà nhận được cái bình luận đấy. Đấy là có một bạn comment ở trên YouTube là đây là một cái nét mới của hustle culture, là văn hóa phấn đấu, văn hóa cố gắng, dịch ra là như kiểu những cái văn hóa lao động bươn trải ở trong âm nhạc Việt Nam hay là ở trong rap Việt. Không còn là hater, paper, mây mờ bây giờ, mà nó là những cái nó sâu hơn, nó đi vào như là ngủ đi bạn ơi, là một cái cách để mình chọc ngoáy để cho người ta khơi dậy cái bản năng chiến đấu và khơi dậy cái năng lượng mà họ sẽ phải cố gắng để lao động. Và đấy là cái comment mà mình cảm giác là tóm tắt được cái thứ mà thậm chí là kể cả mình trong cái dự án mình cũng không tóm tắt được thành cái lời như thế. Nên là mình rất là cảm ơn bạn ấy vì đã nói ra những cái điều tuyệt vời như vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thường thường thì mình hay thấy những ai mà ra mini album á thì họ sẽ luồn những cái bài hát trong mini album của họ lại thành một câu chuyện, hoặc là những cái câu chuyện của từng bài hát lẻ trong đó nó sẽ có liên kết với nhau. Thì đối với album lần này của mini album lần này của Phúc Du thì như thế nào?
Với mình thì thực ra là mình không muốn áp đặt cái câu chuyện đấy lên với khán giả, và mình muốn khán giả có thể tự cảm nhận cái câu chuyện đấy cho mình, bởi vì đấy là cái trải nghiệm của mình khi mình thưởng thức album của rất nhiều nghệ sĩ khác. Thế nhưng mà nếu mà gọi là có một cái mạch cốt truyện mà đưa mình đi suốt cái quá trình mình làm những sản phẩm này, thì đấy chính là ok, bây giờ nếu như mình đăng xuất cái con người cũ của mình thay đổi bản thân, thì mình thay đổi bản thân trở thành ai, mình thay đổi bản thân để tốt cho ai và dành cho họ những cái điều gì. Thì đấy là cái mà mình muốn thể hiện qua tất cả những bài còn lại, như là Next Chain Collectors, hay là Vì Em Điện, hay là Ngủ Đi Bạn Ơi. Thì là có những bài là về cách thay đổi, có những bài là về thay đổi để được cái gì và thay đổi cho ai. Thì đấy là những cái câu hỏi mà mình cố gắng để trả lời trong cái dự án mini album lần này. Nếu mà hỏi mà bài nào là bài tâm đắc nhất thì chắc là bài nào cũng phải tâm đắc rồi đúng không? Nhưng mà bài nào sẽ là bài hát làm khó phúc nhất trong cái quá trình sản xuất? Nếu bài hát làm khó phúc nhất thì chắc chắn nó là Đăng Xuất Thằng Em Yêu. Vì đây là ca khúc đầu tiên Phúc làm trong cái mini album lần này. Và như Phúc chia sẻ thì cái dự án này, cái dự án mà làm một cái màu nhạc năng lượng, truyền tải một cái thông điệp năng lượng nhưng mà không theo những cái cách xáo rỗng, không phải theo những cách chung chung là cố lên bạn ơi, loại bỏ những điều tiêu cực, chúng ta hãy sống tốt hơn, chúng ta làm được. Thì cái đấy là một cái câu hỏi mà mình đặt ra và mình đã cố gắng thử rất là nhiều, và để đến được với Đăng Xuất Thằng Em Yêu nó là rất nhiều ca khúc khác mãi mãi nằm trong kho. Và mặc dù cái ca khúc Đăng Xuất Thằng Em Yêu được viết ra thì nó chỉ trong khoảng 2 tuần hay là 3 tuần thôi, nhưng mà cái thời gian trước đấy mà mình tìm cách và mình thử ở rất nhiều ca khúc khác thì cái thời gian đấy nó phải tính bằng hàng năm. Vậy nên là đấy là ca khúc mà mình nghĩ là mình đã tốn rất nhiều thời gian để ra được một cái phương hướng mà để gửi đến khán giả. Nhưng mà thông điệp chính mà bạn muốn gửi gắm trong mini album lần này là gì? Thông điệp chính của mình muốn gửi đến trong mini album thì cá nhân mình là mình cảm giác chúng ta đã đến lúc phải chiến, đã đến lúc phải thay đổi. Đã có quá nhiều thời gian mà mình nhìn xung quanh những người bạn của mình và những cái người mình quen, những người yêu thương của mình sau Covid, và trải qua những cái thời kỳ cảm xúc nó rất là rối ren, và tất cả mọi người đều trong trạng thái là chúng ta từ một cái thế giới rất là chill, và bây giờ thì thế giới không cho phép mình chill nữa, mọi thứ đều khó khăn hơn, cảm giác deadline nó nhiều hơn, rồi công việc nó khó khăn hơn, và mình không thấy được, mình không tìm được cái tiếng nói ở trong cái âm nhạc mà mình muốn nghe. Đấy là những cái tiếng nói mà bảo là vươn lên đi, cố lên đi, làm chủ đi, hãy chiến đi, hãy đứng dậy và đừng ngủ nữa, và chúng ta hãy làm cái gì đấy mà chúng ta cảm giác chúng ta thấy ý nghĩa và mong muốn. Vậy nên là đấy là cái mà mình muốn làm trong EP lần này. Nãy giờ mình đã nghe một cái keyword được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong những cái câu trả lời của Phúc Du, đó chính là chiến. Đâu đó thì cũng có nhiều người nói rằng bạn nằm trong cái nhóm rapper chiến và có thực lực nhất của làng rap Việt, thì không biết là bạn cảm thấy nhận định này như thế nào? Mình rất là vinh dự, Phúc Du rất là vinh dự khi mà có rất là nhiều người yêu quý và có thể chia sẻ và nói với mình là một rapper chiến và có thực lực, và mình thực sự rất trân trọng việc đấy. Mình nghĩ là mình khá là tự hào, bởi vì dù gì thì đấy cũng là một cái mà mình đã phấn đấu rất là nhiều, và mình nghĩ là mình sẽ muốn thậm chí còn hơn thế nữa, là không chỉ dừng ở cái việc là mình chiến có thực lực, mà mình muốn là cái chiến và cái thực lực đấy nó giúp đỡ được cho nhiều người trong cái lượng người nghe của mình, khiến họ cảm thấy có năng lượng và họ cũng có thể chiến, và họ cũng có cái năng lượng để họ luyện tập và phấn đấu, và họ cũng trở nên chiến và thực lực, giống như là cái cách họ khen mình. Mình muốn người khác cũng khen những cái người nghe nhạc của mình như vậy. Người ta nói cuộc sống là một cuộc chiến đúng không? Tức là mình không những phải chiến đấu với những thứ xung quanh mà còn phải chiến đấu với chính bản thân mình. Mình rất đồng ý với cái câu nói đấy. Thực ra với mình thì cuộc sống nó giống một cuộc chơi nhiều hơn, nó giống một trò chơi, và có những trò chơi thì nó sẽ đối kháng, có những cái đoạn thì nó sẽ là trò chơi làm vườn kiểu khu vườn trên mây, nhưng mà cũng có lúc thì nó rất là Street Fighter, có những lúc nó rất phải là leo rank. Mỗi ở giai đoạn cuộc sống chúng ta lại chơi một trò khác nhau. Với mình ở tuổi trẻ thì mình nghĩ là chúng ta sẽ chơi những cái trò nó thật là thám hiểm, nó thật là đối kháng, và cái việc mà chúng ta làm vườn thì có thể là một cái thời điểm sau chúng ta sẽ chơi khu vườn trên mây cùng với nhau. Ở cái độ tuổi của Phúc á, thì Phúc nghĩ cái giai đoạn mà Phúc đã từng chiến dữ dội nhất cuộc sống trong cái hành trình của mình là ở cái giai đoạn nào, và trải qua những câu chuyện như thế nào, có thể chia sẻ với mọi người không? Giai đoạn mà mình chiến dữ dội nhất, mình nghĩ là mình chưa bao giờ ngừng. Lúc nào cái cuộc chiến đấy nó cũng là non stop, bởi vì là thực ra là chúng ta chỉ có những cái cuộc chiến mới hàng ngày thôi. Nếu mà trước đây là mình suy nghĩ về cái việc
làm thế nào để mình có thể làm nhạc để mà đến với đại chúng, làm nào để mình lên được mainstream, làm nào để hình ảnh của mình trông thật là rõ ràng và rõ nét gửi đến khán giả hơn. Thì bây giờ cái cuộc chiến của mình là làm thế nào để với cái hình ảnh đấy, bây giờ mình lại đưa những cái sản phẩm chất lượng, những cái dự án thật là tốt đến với khán giả hơn, hay là mình làm thế nào để mình cân bằng cái việc đấy với những cái màu sắc âm nhạc mà mình rất là đam mê nhưng mình biết là nó sẽ khó để đến với khán giả hơn nếu như mình không dành nhiều thời gian để thử nghiệm nó hay là đầu tư cho nó. Thì cuộc chiến nó không bao giờ ngừng lại, nó chỉ chuyển từ cái sân này sang sân khác thôi. Thế nhưng mà mình nghĩ là cái bài học và cái kỷ niệm mình lớn nhất có được đấy là có một thời điểm khi mà mình làm việc với mọi người trong công ty và đến một cái giai đoạn là làm rất là nhiều bài nhưng mà nó không được, không ok. Nếu như mọi người có thể xem lại, có một đợt mình có một cái đoạn phim tài liệu trên kênh 1959S hay là kênh Phúc Du nói về cái việc là mình không biết công ty muốn gì ở mình. Và đấy là cái thời điểm mà mình gặp rất là nhiều khó khăn trong việc là làm tìm được cái định hướng của mình. Thì lúc ấy mình nhớ mãi một câu chị Tiên nói với mình, đấy là đây là lựa chọn của em, không ai bắt em chọn cả. Và lúc đấy mình nhận ra là cái việc mình đang chiến thế này, cái những cái đau khổ hay là những cái khó khăn, những cái chướng ngại mình đang trải qua này là do mình chọn. Cuộc chiến là đều do mình chọn hết. Vậy nên là nếu như mình không muốn chiến nữa thì mình có thể chọn thôi, mình có thể tạm dừng lại. Nhưng mà nếu một khi mình đã bước vào rồi và mình ok, đây là tôi, đây là điều tôi muốn làm và đây là những khó khăn ở đây, tôi sẵn sàng là tôi sẽ đi qua nó để tôi có được cái tôi muốn làm vì tôi thấy cái đấy nó xứng đáng, nó có giá trị. Thì mình nghĩ đấy là bài học rất là quý giá để mà chúng ta lúc nào cũng nhìn nhận được là chúng ta có lựa chọn và những cái đau khổ mà chúng ta có thì đấy cũng là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta là người chủ động và cái việc mình biết mình có quyền kiểm soát và chủ động đấy nó cho mình rất là nhiều năng lượng để mình thực sự vươn tới được cái mình muốn. Những cái khoảnh khắc khó khăn nhất đó nó sẽ rơi vào cái giai đoạn nào? Có cái cột mốc số năm nhất định không? Chắc chắn rồi. Giữa Covid, giữa một cái khoảng thời gian mà mình bị kẹt ở trong một căn nhà, mình không thể gặp ai, xe mình thì hỏng lốp. Và đương nhiên rồi, giữa Covid thì mình không thể dắt xe đi đâu sửa được. Thành ra là cái sự cô lập, cái sự ngắt kết nối với tất cả mọi người và cái việc mà mình ở trong một cái thời điểm mà lại còn bế tắc ở trong cái điều mình yêu nhất nữa, đấy là âm nhạc. Mình quá khó khăn trong việc lựa chọn cái điều mình mong muốn, mình sẽ là ông Phúc Du nhạc chiến hay là ông Phúc Du nhạc tình. Đấy là một cái lúc mà mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì đấy là cái khoảnh khắc mà mình đã cảm thấy khó khăn nhất. Và mình nghĩ là nếu như mà có bài học gì mình có thể gửi đến cho mọi người thì đấy là hãy chọn, hãy thực sự chọn, hãy đưa ra quyết định. Bởi vì cái việc không đưa ra quyết định thì mới là lựa chọn sai. Đừng như mình, đừng tốn quá nhiều thời gian, bởi vì cuối cùng chúng ta cũng phải chọn giữa cái gì đấy mình làm và mình dành cho một ai đấy. Mọi người đã nhìn thấy nhiều hình ảnh về một Phúc Du rất là chiến, nhưng mà có bao giờ Phúc Du suy không? Chắc chắn rồi, trời. Mình nghĩ là cái việc mà mình suy kiệt nó là một điều tất yếu ở trong cái quá trình cố gắng. Mình luôn có câu là trong sự cố gắng thì nó luôn có sự cố. Và cái đấy là một cái điều mình rất là tâm niệm để mà mình thấy được là cái việc mình suy kiệt, cái việc mình kiệt quệ đấy không phải là mình thất bại hay là đấy không phải là điểm cuối cùng, mà nó chỉ đơn giản là mình đã cố gắng và bây giờ mình mệt mỏi, mình cần nghỉ. Nó chỉ là một tín hiệu là bây giờ mình cần phải làm cái gì đấy khác. Và cái thời điểm suy thì ngày xưa thì mình có rất là nhiều, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì mình dần dần học cách là mình suy, vẫn suy nhưng mà nó sẽ rất là nhanh. Ngày xưa nó có thể mất 3 ngày, mất 7 ngày. Mình có thể đôi khi nằm y trên giường xong rồi mình không muốn làm cái gì cả. Nhưng bây giờ có khi là mình chỉ cần khoảng 5-10 phút mình ngồi mình viết ra những suy nghĩ của mình, hay mình gọi điện cho một người mình yêu thương, mình nói chuyện là nó khác. Vậy nên là rất tuyệt, rất sướng. Đa phần là mình sẽ suy vì công việc hay là vì những vấn đề gì? Mình nghĩ cái suy của mình nó cũng hơi mang tính chiến binh một tí, cũng không biết là nói như nào, nhưng mà khi mà mình không cố gắng được hết sức của mình thì đấy là lúc mình suy. Lúc mà mình biết là mình có thể làm tốt hơn nhưng mình đã không làm, có thể mình cố thêm một tí nữa là mình có thể làm cho ca khúc này nó ok hơn, hay là mình có thể cố thêm tập thêm một tí nữa để phần biểu diễn này ok hơn, hay là mình biết là nếu như mà bây giờ mình dành thời gian mình loại bỏ tất cả những cái điều mình cảm giác là mình cần làm, như là phải đi gặp người này hay là trả lời cái tin nhắn này để mình tập trung vào cái mình làm bây giờ thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà khi mà mình giằng co giữa những cái đấy, khi mà mình không thể hết mình với cái mình đang làm và mình mong muốn thì đấy là lúc mình suy nhất. Và sau nhiều năm thì mỗi năm mình đều học lại cái bài học đấy, dù ít dù nhiều.
Cái bài học mà Phúc Du được học nhiều nhất, tức là mình sẽ phải học đi học lại, học rất nhiều lần mới có thể tốt nghiệp được cái bài học đó, đối với cá nhân Phúc đó là bài học gì? Cái bài học đấy thực sự nó là một bài học về việc phải biết rõ mình muốn gì. Để mà bạn chiến được, để mà bạn vươn được tới cái bạn cảm giác bạn muốn, thì ít nhất là phải biết mình muốn gì và biết mình cần đến đâu trước khi bạn bước chân đi. Chứ còn không thì mình có chạy cả đời, mình có chạy hết tốc lực thì mãi mãi mình vẫn cảm giác là mình là một người lạc lối, mình mãi mãi là một người thất bại. Bởi vì là cái nơi mình đang đến ở hướng Bắc thì mình có chạy hướng Nam mẹ cả ngày nó chả tác dụng gì. Thì cái điều đầu tiên là xác định được là mình thực sự muốn gì. Nếu như mà đôi khi với mình thì có những lúc mình đã muốn viết những ca khúc, có những lúc mình thực sự là mình rất là muốn viết những ca khúc mà nó gọi là như nào nhỉ, nó phục vụ được nhiều khán giả đại chúng nhất, và mình nghĩ là đấy cái mình muốn, mình cố gắng làm nó rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi mình nhìn lại mình nhận ra là không phải, cái mình muốn không phải là viết một ca khúc mà thật là đại chúng cho thật nhiều người, mà về cơ bản là mình muốn có thể tạo được sự ảnh hưởng đến nhiều người nhất có thể. Và đôi khi để làm việc đấy thì nó không phải là để phục vụ tất cả mọi người, mình chỉ có thể làm ra một thứ thật tuyệt vời với một số người thôi. Ví dụ như cái thông điệp của mình là chiến đi, chiến vì tình, phải thật là cố gắng lên lao động, thì với những người mà họ đang trên đà cố gắng, đang trên đà rất là bươn trải thì có thể họ rất là thích những thông điệp đấy và cái âm nhạc của mình sẽ thay đổi hay là giúp đỡ được họ. Nhưng mà với những người họ đang rất là chill, họ đang rất là vui, đang rất là thoải mái, họ đang rất là ổn với cái nơi của họ, thì họ nghe cái âm nhạc của mình họ kiểu tận hưởng hiện tại đi, các bạn đừng, các bạn tại sao lại phải cố gắng đến mức hạt coi như thế. Thì ngày xưa mình cố làm cho cả hai đối tượng và nó không phải là cái điều mình thực sự mong muốn. Nếu như mình muốn thay đổi người khác thì mình nên bắt đầu nhỏ và thật là cụ thể. Tức là thay vì mình quá tập trung vào cái chuyện mà thế giới ngoài kia muốn gì thì mình nên lắng nghe bản thân mình muốn gì trước, đúng không? Chắc chắn. Từ cái nội tại của mình sẽ lan truyền được thứ mình lan truyền, rồi nó cũng sẽ đi rộng ra thôi. Đúng rồi. Bài hát mà trước giờ mà khiến cho Phúc Du cảm thấy tâm đắc nhất trong tất cả những sáng tác mà mình tự làm á, đó là bài nào? Trời ơi, bài hát tâm đắc nhất thì mình nghĩ là không có lựa chọn nào khác ngoài Yêu Anh Đi, Mẹ Anh Bán Bánh Mì. Đấy là ca khúc mà, trong các ca khúc thì đấy là ca khúc mà mình, nó cho mình một cảm giác mà đến bây giờ mình vẫn chưa có một ca khúc nào vượt qua trong cái lúc mình đang viết. Khi mình viết đến cái verse 2, nếu bạn nào nghe cái verse 2 của Yêu Anh Đi, Mẹ Anh Bán Bánh Mì, các bạn sẽ thấy là nó rất là, nó không hào nhoáng như verse 1. Nó không phải là những cái câu mà nó quá là thông minh, nó quá là phức tạp, mà nó chỉ là những cái rất là đáy lòng, nó rất là ngày xưa mẹ anh viết là làm nội trợ, và cái đấy là nó khiến anh suy nghĩ khác thế này thế nọ. Và nhưng mà cái đoạn đấy là cái đoạn khiến mình cảm động nhất. Khi mình viết được cái ý tưởng của cái đoạn verse 2 này thôi là mình đã khóc, gọi là rơi giọt nước mắt rất là đàn ông ở trên trang giấy. Và cái cảm giác đấy thì lúc đấy là mình đã biết là đấy là ca khúc mà mình yêu nhất rồi. Cảm giác như mình đã viết ca khúc đấy rất nhiều năm, từ khi mình còn bé. Đấy là những cái tâm sự mà mình đã suy nghĩ rất nhiều năm, và đến lúc đấy nó mới được thoát ra. Và mình không biết là mình có thể làm được bao nhiêu ca khúc như vậy, nhưng mà mình nghĩ là đấy là cái mình luôn tìm tới, hướng tới trong cái sự nghiệp âm nhạc của mình, là thật nhiều ca khúc mà khi viết nó mình có thể cảm thấy xúc động đến mức phát khóc rồi. Ngày của mẹ em là ba chấm, mẹ luôn bảo anh đi làm nội trợ, để những câu hỏi tại sao luôn vương vấn ở nơi anh. Chỉ sau này anh nhận ra là có lẽ do ở trong tâm trí, bán bánh mì chỉ là nghề phụ, với mẹ nghề chính là nuôi anh. Tâm một anh lo. Có lẽ đó là ca khúc duy nhất mà Phúc Du phát khóc khi mà viết luôn, đúng không? Có những ca khúc phát khóc vì những lý do khác, buồn cười chẳng hạn. Ca khúc buồn cười quá, cười khóc. Buồn cười mà tại sao khóc? Cười đến phát khóc nhiều. Nhiều ca khúc mình viết một cái cách nó rất là nó rất là chất quất, nó rất là mang tính ngẫu hứng, nhưng mà đổi lại nó lại chạm đến rất nhiều người. Và đôi khi những cảm xúc đấy mình cũng thấy hơi rưng rưng một tí, bởi vì là mình nhận ra cái sự quý giá của những cái gì mình đang làm, là không phải là cái gì mình dành hết tâm sức hay là mình kiểu cố tập trung nó quá, nó cũng sẽ là cái giá trị nhất, mà là đôi khi là những cái nó bất chợt, nó ngẫu hứng của mình, mà mình coi nó là ngẫu nhiên, nó là dĩ nhiên, nó là bình thường, nó cũng có thể giúp được rất nhiều người, thì mình xúc động vì cái lý do đấy. Giống như nãy Phúc có nói là có khoảng thời gian Phúc bị chạy theo những cái xu hướng đại chúng để
cái tên tuổi của mình hoặc là cái sản phẩm của mình được viral hơn, được nhiều người biết đến hơn, thì cuối cùng cái bài hát đó, cái bài hát mà khiến Phúc bật khóc đó, nó là một cái bài hát mà mình không có mục đích gì hết, nhưng nó lại giúp mình đạt được cái mình mong muốn. Cho nên cuối cùng mình đúc kết lại là sống thuận theo tự nhiên là ok nhất, đúng không? Cũng chưa hẳn. Sau những cái gì Phúc đã trải qua thì thực sự cái cảm giác mà mọi thứ thuận theo tự nhiên thì nó luôn là một cảm giác tốt nếu như mà có thể được. Tuy nhiên là mình nghĩ là cũng phải có sự cố gắng thì mới thuận được theo tự nhiên. Phải thực sự là biết là mình cần cái gì, mình muốn cái gì thì mình sẽ có những cái cố gắng của mình, nỗ lực từ phía mình. Và khi đấy thì mình tin là những cái gì trong vũ trụ ấy nó sẽ đáp trả lại cho mình cái sự cố gắng của mình. Còn nếu như mà thực sự mình chỉ nằm không, mình thuận theo tự nhiên thôi thì nó cũng hơi hái bệnh trở sung. Và mình nghĩ là nó cũng không hiệu quả lắm. Vậy thì chắc là mình sẽ đúc kết lại thành một cái câu slogan gì đó cho các bạn không? Câu slogan à? Mình nghĩ là câu này thì không phải của mình, nhưng mình trích sẽ giống như là nữ thần may mắn thì hay mỉm cười với những người cố gắng vậy. Thì mình nghĩ là đấy là cái suy nghĩ của mình về cái việc cố gắng đấy, là nó cần một cái sự nỗ lực nhất định thì mới có may mắn. Nhưng em nghĩ sao về những người nỗ lực để bơi ngược dòng? Phúc cảm giác là cái việc mà nỗ lực để bơi ngược dòng thì nó là nằm trong cái tinh thần của những cái người mà có cái tí máu máu chiến binh, máu bươn trải rồi. Cảm giác như là cá chép thì nó mình có một câu là cá chép vẫn phải lội ngược dòng dù có được hóa rồng hay thôi. Nghĩa là đơn giản là có những cái nó nằm trong người mình. Con cá mập thì nó vẫn phải bơi, con hổ nó vẫn phải săn cho dù là nó có được hay không. Thì đấy là cái mà Phúc luôn tâm niệm. Có những cái nó thuộc về bản năng rồi. Ở trong mini album lần này có một cái bài hát Vì Em Điện, mình có kết hợp với Xuân Ca. Thì không biết là tại sao mình lại lựa chọn cái đối tượng hợp tác của mình là cô gái ấy? Phúc có đăng một bài tuyển dụng. Đấy là cần tuyển vocal nữ tuổi 18, yêu cầu là điên nặng. Thì Xuân Ca phù hợp ba yêu cầu đấy. Vậy nên là mình lựa chọn Xuân Ca. Một cô gái mà thực sự là mình nghĩ là cái sự điên đấy là một cái nét hấp dẫn rất là rõ ràng. Và thực ra là mình cũng biết đến Xuân Ca qua một người bạn, đấy là anh Phở Đặc Biệt. Thì ngày xưa Xuân Ca có ở trong một girl group và mình biết đến girl group đấy từ rất là lâu. Và cho đến lúc mà mình biết đến Xuân Ca qua TikTok và mình kiểu ồ, thì ra là bây giờ Xuân Ca có phát triển thêm rất nhiều mảng khác. Tuy nhiên là mình vẫn rất là đón chờ cái giọng hát đấy và rất là may mình có cơ hội để được cùng Xuân Ca làm việc trong cái dự án lần này. Mình rất là cảm ơn vì mình biết là Xuân Ca rất là gấp gáp và bận rộn với cái dự án lần này. Và đến cả ngày quay, đấy là lúc mà Xuân Ca mới biết đến ca khúc ấy được có khoảng một tuần thôi mà Xuân Ca vẫn thể hiện rất là tốt, và mình rất là cảm ơn Xuân Ca về việc đấy. Tại sao em phải biết điều, tại sao không được khó chịu, mà cả chuyện giữa anh đã thay quá liều. Nhiều khi bực mình ghét anh, nhiều khi mong anh biết nhanh, mà nói thế này có chắc thích bành bành. Tức là mình đang tuyển dụng và Xuân Ca là người chủ động liên hệ với mình đúng không? Mình đang tuyển dụng và sau đấy vô tình là đấy có những cái lời giới thiệu và mình thấy là đây rồi, chính là cô ta. Bởi vì thực ra là tìm một vocalist nữ điên thì mình nghĩ là cũng một câu chuyện rất là khó đấy chứ. Nhưng mà nếu như ví dụ như trường hợp đó không phải là Xuân Ca thì trong đầu Phúc có những cái option nào khác ngoài Xuân Ca nữa không? Hay là Linh Ca cùng là ca. Mình nghĩ là một lựa chọn chắc chắn là Pháo. Pháo chính là một lựa chọn mà mình đã có suy nghĩ khi mà mình làm thôi. Bởi vì thực ra là Pháo là một cô gái mà mình biết là một nghệ sĩ mình cũng rất là respect, và đặc biệt đấy là một người mà qua tiếp xúc thì mình cảm giác là người ta có một cái năng lượng rất là điện, rất là điện, rất là gây cho người khác cái sự sốc. Như kể cả từ cái việc âm nhạc cho đến cả những cái cách mà Pháo thể hiện quan điểm của mình, nó rất là mạnh, nó rất là cá tính. Và mình ở cái dự án này thì mình chưa có cơ hội để làm việc với Pháo, nhưng mà rất là mong trong tương lai mình sẽ có cơ hội để tiếp tục làm việc với những vocal nữ thật là điện. Nhưng mà bản thân Phúc Du cũng khá là điện rồi, mà kết hợp với Pháo cũng khá là điện nữa, thì mọi người thấy nó lại không thú vị bằng nếu như kết hợp với một cô em như Linh Ca. Thì ra là như vậy, mình không biết luôn. Nhưng mà Phúc nghĩ sao? Phúc cảm thấy cô em Linh Ca như thế nào? Vì vừa rồi mình cũng vừa mới gọi tên em ấy. Phúc nghĩ là Linh Ca cũng là một cái lựa chọn mà mình nghĩ nếu như mình có cơ hội làm việc nó sẽ rất là thú vị. Vì mình cũng không biết đâu, mình cảm giác là mình thấy những cái bạn trẻ
bạn nữ tham gia vào vào con đường nghệ thuật mà có cái cá tính như thế và cũng trải qua rất là nhiều thứ ở trên mạng xã hội, thì mọi người biết đấy, ở trên mạng xã hội nó rất là khắc nghiệt. Và với cái sự kiên trì đấy của những cái cô gái đấy thì mình nghĩ là cái điện đây thì mình trong bài hát là mình nói nó là mang tính nó hơi vui vẻ, đôi khi mọi người sẽ nghĩ đấy là một cái sự chê, nhưng mà nó không phải, nó hoàn toàn là để nói về cái việc là những cái cô gái có cá tính mạnh và không ngại thể hiện việc đấy cho dù người khác có nói gì, thì mình nghĩ Linh Ca cũng là một lựa chọn rất là phù hợp. Và yeah, rất là hào hứng nếu như mà có cơ hội trong tương lai một ca khúc điện khác. Vậy là mọi người nghe xong lần này chắc là cũng đang rất là trông chờ đây. Cho nên là lần sau Phúc Du nhất định phải mời đường Linh Ca nha. Ok, sẽ cố, chắc chắn nếu mà có VM điện 2, VM điện 3, VM điện 2.5 thì mình chắc chắn là sẽ mời. Nhưng mà trước mắt mình vẫn chỉ có VM điện thôi. Đúng rồi, mình chỉ vẫn có VM điện 1 thôi. Với Xuân Ca thì Phúc cảm thấy cái vocal của Xuân Ca trong cái sản phẩm kết hợp với Phúc lần này như thế nào? Phúc rất là thích bởi vì là mình cũng bất ngờ với cái Xuân Ca có thể thể hiện. Phúc thực sự là chưa có cái dự kiện về cái giọng hát gần đây của Ca, ngoài những cái clip mà Ca hát a cappella những ca khúc ballad ở trên TikTok thì mình cũng chưa có dữ liệu là nếu như mà bây giờ Ca thể hiện trong một ca khúc mà nó mang cái năng lượng như thế này, mang nó có cái hơi hướng nó hip hop hơn như thế này thì Ca có thể hiện tốt không, thì mình rất là bất ngờ về cái việc mà Ca thể hiện rất là ok. Tuy nhiên là Phúc nghĩ là Ca vẫn hơi dè chừng, vẫn đang chưa điên hẳn, vẫn khá là nề nã, bởi vì Phúc hiểu đây là cái dự án gần như là đầu tiên về hát mà Ca trở lại sau một thời gian rất là dài. Vậy nên cái việc muốn đưa đến khán giả một cái phiên bản chỉnh chu nhất, một cái phiên bản dễ chịu nhất là một cái điều đương nhiên. Còn cá nhân mình với tư cách là một cái người sáng tác ca khúc thì mình đương nhiên là muốn nó còn điên hơn nữa, nó còn quái kiệt hơn nữa. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái kết quả thì nó vẫn rất là hài hòa và rất là tuyệt vời. Nhưng mà sau khi cái khúc được phát hành đó, ý kiến thì sẽ luôn luôn sẽ có hai chiều. Thì Phúc với Xuân Ca có giữ liên lạc và kiểu trao đổi, thảo luận với nhau hay là tâm sự với nhau về những cái nhận xét mà khán giả dành cho tác phẩm cũng như là giọng hát của Xuân Ca không? Có chứ. Thực ra Phúc với Ca thì vẫn giữ cái liên lạc để mà mình có thể từ cái lúc đấy, và vừa rồi là sinh nhật Ca. Yeah, chúc mừng sinh nhật Xuân Ca. Một cái tuổi mới, và trước khi bước sang tuổi mới thì em đã có một cái sự tham gia vào cái dự án của anh một cách rất là táo bạo và rất là cảm ơn em. Thì về những cái bình luận mà có thể mọi người nói là trái chiều, tuy nhiên là Phúc nghĩ là đấy là một cái điều không thể tránh khỏi, và Ca cũng biết được việc đấy vì Ca hoạt động nghệ thuật cũng rất là lâu. Cái việc mà mình có những cái bình luận của khán giả đôi khi họ không có cái được như ý muốn của họ, được như cái mong đợi của họ về cái sản phẩm này và chưa đạt đến cái tiêu chuẩn của khán giả, thì mình nghĩ là cái đấy là việc mà mỗi một cái người nghệ sĩ sẽ có cái cách để tiếp nhận khác nhau và nhìn nhận, và từ đấy cải thiện cái món quà của mình trong lần sau đem đến khán giả tốt hơn. Với cá nhân Phúc thì với những cái bình luận mà thực sự họ có tính đóng góp, như là có thể sửa chỗ này, có thể làm tốt hơn chỗ này, thì Phúc rất là welcome, rất là hoan nghênh. Còn ví dụ có những cái bình luận mà nó mang tính hơi quá đà, hơi kiểu hoàn toàn là ác ý ấy, thì cá nhân mình thì mình không thích cái việc đấy. Mình sẵn sàng có thể xóa cái bình luận đấy khỏi cái video của mình luôn. Bởi vì là mình ngày xưa mình có một ca khúc là tôn trọng phụ nữ, mình thấy bạn ấy không tôn trọng phụ nữ lắm, kiểu hết người để mời à mà mời Xuân Ca. Xong rồi thế là mình kiểu thấy cái đấy nó rất là ác ý, hay là nói về cái việc là giọng hát hay là ngoại hình, nói những cái lời rất là tồi tệ, và mình xóa hết. Nên là nếu mà các bạn ấy có xem được cái clip này và cảm thấy khó chịu thì có thể inbox riêng cho mình để mình chia sẻ tại sao mình không đồng ý với cái hành động đấy. Hay gì mình inbox riêng thì thôi, mình anh em mình thì mình trả lời luôn ở đây đúng không? Ok. Thì mình cảm thấy nó không tốt thôi, bắt nạt phụ nữ. Và nếu như mà bạn nói là họ có thể làm tốt hơn ở điểm gì thì ok, nhưng mà nếu mà mọi người nói chỉ để mang tính là hạ thấp người ta xuống và sỉ nhục hay là hạ thấp danh phẩm của họ thì mình không đồng ý. Yeah, rất là không ok. Not fun. Tức là ai cũng phải có được một xứng đáng có một cái cơ hội để người ta tiến bộ và người ta vâng đúng rồi mỗi ngày. Và cái việc khán giả đóng góp thì nó là cái điều tốt nhất. Là khi mà khán giả có thể nói được cho nghệ sĩ là họ cần làm gì thì mình nghĩ là luôn welcome, rất tuyệt vời. Xóa bình luận, nhưng mà có bao giờ mình đáp trả bình luận không? Mình không, Phúc không đáp trả bình luận.
Nếu như mà mình làm thế thì đôi khi nó cũng không tốt. Thực ra thì mỗi người đều có quyền với cái ý kiến của mình, đều có quyền nói những cái điều mình suy nghĩ và thích cái gì và ghét cái gì. Tuy nhiên là ở trên những cái nơi như là ví dụ kênh Facebook của mình thì mình cũng coi như là nhà mình. Và nếu như mình mở cửa nhà mình ra và có khoảng 3 người đi vào và hét lên là kiểu nhà bẩn quá, xấu quá thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không cãi nhau với mọi người, nhưng mà mình cũng sẽ không welcome mọi người trong nhà của mình nữa. Thì mọi người thế nhà mình vừa lau xong mọi người vào lại bảo bụi quá. Cũng buồn chứ, tổn thương chứ. Nhưng mà mình là trước là mình không đáp trả, mình chỉ chọn cách xóa bình luận thôi. Vâng, xóa bình luận và thì nó cũng gọi là hơi block đấy. Nó không hẳn là xóa, mà đôi khi nó làm block ấy, vì có khi là mình không có duyên với nhau. Ý nó là trong một khoảng thời gian nhất định thì thôi mình xa nhau, mình kiểu cắt duyên dương một tí cũng tốt cho nhau hơn, đúng không? Nhưng mà Phúc nghĩ sao về những bạn nghệ sĩ mà họ cũng khá là siêng đi trả lời bình luận của fan, cũng siêng luôn cái việc mà đáp trả bình luận fan. Thật ra đôi khi khán giả họ thấy nó có một số fan họ không có đủ nhận thức, mình cũng đáp trả lại vài câu, đôi khi một vài câu đáp trả của mình lại khiến họ thay đổi suy nghĩ thì sao? Vâng, Phúc nghĩ là Phúc rất là welcome việc đấy, rất là thích và rất là ủng hộ tất cả các nghệ sĩ có cái việc mà có thể trả lời được cho fan. Phúc nghĩ đấy là cơ địa, với Phúc thì không hợp lắm. Đôi khi cái lời mình nói có thể nó sẽ nặng lời quá. Mình cũng trải qua khá là nhiều những cái cuộc tranh luận trên mạng, không phải với fan nhưng mà với các nghệ sĩ, và đôi khi là mình kiểu cũng nhẹ nhàng nhất có thể rồi, nhưng mà đôi khi nó vẫn gây ra những cái tổn thương mà mình cũng thấy khá là thương cho những cái bạn đấy, nên là mình cũng không muốn lỡ, đặc biệt là với những người mình rất yêu thương, đấy là những người fan, những người lắng nghe, những khán giả của mình. Tức là do mình không khéo ăn nói nên thôi mình không nói luôn. À không, mình sợ quá tay, mình sợ mình sợ mồm lại hơi độc địa hay là lại khổ. Nhưng mà mình có thể thay đổi được mà. Nếu mà mình đã tự nhận thấy mình mồm mình hơi độc địa thì mình có thể thay đổi được mà. À mình vẫn thay đổi, tuy nhiên trong lúc đấy để bảo vệ an toàn cho người khác thì thì mình biết tay lái, ví dụ Ninja Lead chẳng hạn, mình biết tay lái mình yếu rồi thì mình vẫn cải thiện, nhưng mà trong lúc đấy thì mình vẫn phải tham gia giao thông và mình vẫn phải đến một lúc nào đó mà mình cảm thấy mình ăn nói khéo léo hơn thì mình sẽ trả lời thì mình hơn, sẽ đi từ 40 cây lên 70 cây đấy, còn 40 cây lên 60 cây phóng lên cao tốc, còn trong lúc đấy thì mình đi nội thành 30 cây nhẹ nhẹ mình kiểu sẵn tiện ở cái vấn đề mà ăn nói khéo léo này, thì đối với quan điểm cá nhân của Phúc và qua quá trình tiếp xúc với riêng của Phúc đối với các bạn trong giới rapper Việt Nam ấy, thì Phúc nghĩ ý quan điểm cá nhân thôi nha, Phúc cảm thấy ai là người khéo léo nhất trong giới rapper? Khó đấy, khó. Nếu mà để nói một người thì mình sẽ nói đến người anh của mình, anh Big Daddy, yeah, Big Daddy, Big Team. Thực sự là đấy là một người mình học được rất là nhiều cái sự khéo léo và chân thành ở trong cách chia sẻ. Khi mình mới vào Sài Gòn, khi mình mới vào công ty thì thực sự mình có khả năng rap, mình có khả năng làm những ca khúc rất là kiểu chạm đến những khán giả, nhưng mà mình khi mà nói chuyện mình không biết cách, mình không biết cách để chia sẻ với khán giả hay là với các anh chị nghệ sĩ, và mình học được rất nhiều, và đặc biệt trong đấy là anh Bích. Và với cá nhân của mình thì anh Big Daddy là một trong người khéo léo nhất trong các rapper Việt Nam. Vậy thì ai sẽ là người mà khiến Phúc cảm thấy là một rapper hài hước nhất? Rapper hài hước nhất? Cái gu hài hước của mình nó hơi khác, nên là mình cũng không dám chia sẻ. Vì thực ra đôi khi mình cũng mỉm cười trước những cái sự thái quá của các bạn rapper, nên là đôi khi mình nói ra sẽ cảm giác hơi trêu. Trêu thì nó vẫn là một hành động dễ thương. Mình nghĩ là Phúc nghĩ là cái hài hước nhất của các anh em rapper là khi mà mọi người không cố ở hài hước, mọi người chỉ vô tình, mọi người kiểu phản ứng với một cái comment bình luận, hay là mọi người hành động, hay mọi người nói trong âm nhạc một cái điều gì đấy và mình thấy buồn cười cái đấy, thì mình nghĩ đấy là cái mình làm mình buồn cười nhất. Nhưng mà đương nhiên là mình không để chia sẻ như thế được rồi, thì mình cũng rất là respect tất cả anh em, nên là mình cũng không để mình cười thôi, mình ki bo lắm, mình giữ cái đấy mình cười riêng, ha ha ha. Nhưng mà Phúc em thấy mình là người hướng nội hay là người hướng ngoại? Mình cảm giác hướng nội part time. Hướng nội part time. Đôi khi mình vui, đôi khi mình không. Đôi khi Phúc cảm giác chỉ muốn ở nhà. Đôi khi Phúc lại muốn đi ra ngoài và
cùng với kiểu 3.000 khán giả cùng một lúc hét lên và cùng hát, thì Phúc nghĩ là cái việc hướng nội và hướng ngoại nó không còn là rõ ràng trắng hay đen, là tôi là người hướng nội hay tôi là người hướng ngoại nữa. Mà thực ra mỗi người đều có một cái nhu cầu trở nên hướng nội hay hướng ngoại những thời điểm khác nhau. Và nếu như mà bạn nào cảm giác là cái việc mà mình gọi mình là người hướng nội hay gọi mình là người hướng ngoại nó đang khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi, thì tốt nhất có thể mình không cần phải chọn, chỉ có trẻ con phải chọn thôi. Thế giới người lớn thì mình có thể chọn cả hai. Nên là lúc thì bạn, hôm nay tôi có thể nói Phúc Du hướng nội, tôi đến tôi đi quẩy, tôi bảo hố mẹ giờ này hướng ngoại thôi, hướng nội 5:30 thôi, còn hướng ngoại 6 giờ. Vậy thì không biết là ở đây tại chương trình ngày hôm nay, Phúc Du có thể nhân cái thời điểm này gửi đến các bạn cái những cái bài hát ở trong minimum mới của mình không? Nhưng mà mình sẽ chơi nhẹ xíu nha. Chơi. Tức là mình sẽ kết thúc cái câu hát của cái bài hát này bằng cái chữ gì thì mình sẽ lựa chọn cái câu hát tiếp theo bằng chữ đó. Ôi, khó thế. Trong vòng vòng tất cả các bài hát của mình. Ok, ok. Được, để thử nhá. Để chạy thử. Thế là mình có bắt đầu từ bài nào không hay là... Bắt đầu bằng bài nào cũng được. Hoặc là mình bắt đầu từ bài mới nhất của mình đi. Ok. Bên là chuyện giàu không phải tính nên về chuyện tình không phải giấu. Nói với mẹ giữa anh chưa tài chính, nhưng chữ chưa sẽ không tồn tại lâu. Anh có tài sớm mai sẽ cách xù, ai cũng thấy về nếu như đếch mù. Này giận em trèo lên con way, mày bắt em ngồi trên lách xù. Xù à? Hình như tôi tự đưa tôi vào thế khó rồi. Đúng là chữ X đi, đúng không? X, à là chữ S à? Đúng rồi. S à? Khó đấy, khó đấy nhỉ. Ừ. Đấy, mình dùng nguyên chữ mình hơi khó thì mình lấy chữ phụ âm đầu thôi. À, là mình lược lấy cái âm U rồi đúng không ạ? Ừ, âm nào cũng được. Ok. Đó, chứ mình tự cho mình vô thế khó. Khó quá. Mọi người ạ, bây giờ có thể mình... Hay là mình hát bài người khác luôn. Mình hát bài người khác luôn à? Ừ. Miễn có cái chữ đó là được. Uầy. Nhưng mà từ xù là khó nhất đấy nha mọi người á. Mọi người đừng chơi giống tôi, vì bây giờ chắc là cho mình đổi một từ khác. Cho đổi một từ khác. Hay mình freestyle từ cái từ đó luôn. Mình freestyle từ cái từ đấy á. Khó quá. Chịu. À, thế chắc là cho mình đổi một cái từ khác, một cái câu khác đi. Xem nào. Đừng dậy ngủ đi bạn ơi, đừng dậy ngủ đi bạn ơi, thôi cảm ơn, đừng dậy ngủ đi bạn ơi, đừng dậy ngủ đi bạn ơi, tôi cảm ơn, đừng dậy ngủ đi bạn ơi, đừng dậy ngủ đi bạn ơi, tôi cảm ơn, tiền bạn để tôi húp hộ. Việc bạn để tôi giúp hộ, tiền bạn để tôi húp hộ. Ok. Nhận ra là mình không lọc một từ nào ở trong 4 bài hát cả. Và đang rất là hoảng loạn làm thế nào để mình có thể chơi trò này. Mình có thể đổi trò được không ạ? Bây giờ mình đổi trò, vậy thì mình sẽ hát cái đoạn hát của Xuân Ca trong Vì Em Điện nha. Ôi. Ui, từ từ. Thế nào? Vào vai Xuân Ca. Móng dài. Ok, what? Mấy cô chú siêu ấy đã thấy quá liều. Nhiều khi bực mình ghét anh, nhiều khi mong anh biến nhanh. Đã nói thế còn cô chấp thích tành bành. Chẳng chịu được thì chia tay, một lần rồi mình thôi ngay. Đừng lặng thầm nhìn em lắm xong rồi cay. Vì ai em mới phát điên mà anh lại dám thấy phiền. Đêm nay sofa welcome anh thừa chuyện. Anh thích em vì em y ê yên đời yên điên à. Y ê yên đời yên điên à. Vẫn nhớ được lời Xuân Ca ơi. Em hát rõ chữ quá, cảm ơn em. Yeah. Lại học khúc đầu nó không được mượt lắm. Khúc đầu không được mượt à, tại vì khúc đầu không nhớ lời ạ. Nhưng mà Phúc Du, để giống như hồi nãy mình có chia sẻ về cái hành trình của mình á, em nói là có một cái giai đoạn em muốn từ underground sang mainstream, rồi em muốn có những cái bài hát viral, thì chị thấy dường như là em cũng đã đạt gần hết những thứ mà em muốn rồi. Thì bây giờ chắc là thứ mà khán giả muốn lại ngược lại ở Phúc Du đó chính là muốn Phúc được tham gia được những cái chương trình truyền hình để lan tỏa cái hình ảnh hay là chia sẻ những cái khía cạnh mà trước giờ mọi người chưa được nhìn thấy Phúc trong âm nhạc. Thì Phúc nghĩ sao về những cái chương trình truyền hình gần đây? Phúc hiểu, Phúc cũng rất là hiểu cái mong muốn của mọi người, và đây cũng là một cái mong muốn Phúc rất là muốn làm, đấy là mình có thể tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế để mình có thể đưa những khía cạnh mình chưa bao giờ đưa trong âm nhạc. Tuy nhiên là mình nghĩ là cũng phải có một chương trình rất là phù hợp, vì Phúc nghĩ là với cái cá tính của Phúc thì cũng phải có một cái chương trình mà nó cho phép Phúc được thể hiện cái những cái phần mà nó hơi gai góc một tí.
những cái phần mà đôi khi nó sẽ hơi hơi điện một tí. Thì hiện tại Phúc cũng biết là các cái chương trình thì thông thường họ sẽ cũng cần một cái sự nề nã nhất định, cần một cái sự an toàn nhất định. Vậy nên là Phúc cũng đang thực sự đang tìm một cái cơ hội và một cái chương trình nó phù hợp để có một cái thời gian rất là tốt với những cái người trong cùng dàn quay, và qua cái việc đấy cũng có thể cho mọi người những phút rất là giải trí. Vì Phúc nghĩ đấy cũng là một cái điều quan trọng trong khi mình tham gia các chương trình, vì nó không phải dành cho mình mà là nó dành cho khán giả ở nhà, những người mà ngồi ăn cơm và họ không có gì để bật, hay là họ buổi tối họ chán quá, họ cần cái gì đấy để nghe, để trong lúc họ đang làm việc. Thì Phúc nghĩ là nó phải thật sự phù hợp thì cái chương trình nó mới hấp dẫn và đem lại giá trị giải trí cho khán giả. Nên là mình vẫn rất chờ đợi, nhưng mình cũng rất là đón chờ tất cả các cơ hội. Nhưng mà dạo gần đây mình có gọi là địa được cái chương trình nào đó chưa ta? Nếu mà thực sự là chương trình mà mình cảm giác hứng thú nhất thì chắc chắn nó là Hai Ngày Một Đêm rồi. Chắc chắn là Hai Ngày Một Đêm, bởi vì đấy là chương trình mình rất yêu thích ở phiên bản Hàn. Bởi vì là mình khá là thích đi đây đi đó, rất là thích tham gia vào những cái chuyến phiêu lưu, có những cái thử thách, có những cái cuộc chơi, có những cái khó khăn mình phải vượt qua, và đặc biệt là vượt qua cùng những cái người đồng đội. Thì đấy là cái tinh thần của mình rất là thích chơi game khó, thích vượt level như mình nói trong VM Điện ấy. Vậy nên là chắc chắn là Hai Ngày Một Đêm rồi. Còn các chương trình chương trình sống còn chương trình Các Anh Trai thì mình nghĩ là một cái chương trình mà phù hợp với mình sẽ là Anh Trai Hay Sai. Là mình lên cái chương trình đấy và các anh trai này là có những cái khuyết điểm mình muốn thay đổi, hoặc là những cái thói quen xấu. Ví dụ là có ông này muốn bỏ chơi game, hay là bỏ thuốc lá, hay là kiểu bớt chờ đợi trước khi làm nhạc đi chẳng hạn, thì mình sẽ cùng nhau để sửa những cái thói quen xấu đấy. Thì đấy là cái pitch của mình với chương trình Anh Trai Hay Sai mùa thứ nhất. Xin các bên media có thể liên hệ. Liên hệ Phúc Du để lấy format. Đúng rồi, liên hệ format và mình cũng là người tham gia luôn. Biết đâu được em sẽ được làm nhà sản xuất rồi người tham gia, hoặc là em làm host chương trình đó luôn. Quá tuyệt vời luôn. Ước mơ là mình dự đoán là sẽ, nếu mình làm được chương trình đấy, mình sẽ bán được cả Netflix. Đấy, kiểu Đảo Thiên Đường ấy, nhưng mà là... có coi Đảo Thiên Đường không? Nghe ạ. Đấy, có vẻ rất là trendy, rất là hot. Rất là nhiều những cái người bạn của mình. Đấy là một cái điều mà Phúc rất là yêu khi làm cái nghề này. Đấy là có rất là nhiều người bạn trẻ, rất là nhiều những cái người Gen Z, rất là những cái năng lượng xung quanh. Mà có thể cho mình những cái thông tin hay là cập nhật những cái xu hướng và cũng như cái lối sống nó rất là mới. Vì thực ra là nếu như mà chỉ là những người bạn ở trong lớp mình học cùng mình cấp 3 ngày xưa hay đại học, thì bây giờ mọi người cũng gia đình và mọi người cũng có những mối lo rất là khác rồi. Và chắc chắn là để mà làm trong cái ngành này, cái ngành giải trí và nghệ thuật này, thì luôn luôn người nghệ sĩ phải bắt mạch vào được cái năng lượng trẻ đang là cái gì, để mà từ đấy mà mình có thể nếu như không phải là add thêm cái giá trị vào đấy, thì cũng như là mình có thể dùng cái đấy để mình làm những cái tốt hơn trong sản phẩm của mình. Năng lượng trẻ, nó lại là một cái keyword nữa. Phúc Du quan điểm như thế nào về năng lượng trẻ của các bạn trẻ ngày nay? Phúc Du cảm giác rất là tuyệt vời. Ước gì là ngày xưa, thậm chí là cái mình còn được thoải mái và tự do như các bạn thời điểm bây giờ. Từ cách ăn mặc cho đến những cái nội dung mọi người tiêu thụ, cho đến cái cách mọi người thể hiện cảm xúc, và cũng như là những cái định hướng công việc của mọi người trong cuộc sống, cái thái độ làm việc của mọi người, cái ranh giới mọi người đặt ra trong công việc cũng rất là khác so với cái thời đại của mình. Và đôi khi mình cũng muốn trải nghiệm một cái lối sống như thế ở cái thời điểm ngày xưa, vì mình nhớ đấy là một cái mình rất là mong muốn. Ở cái thời điểm mình bắt đầu đi làm, mình bắt đầu ra ngoài cuộc sống, thì mọi thứ nó khá là chặt chẽ, đặc biệt ở Hà Nội mọi thứ nó khá là khắt khe. Từ cái cách nói chuyện cho đến cái cách ăn mặc, cho đến cái cách mình thể hiện bản thân trên mạng xã hội, nó đều khá là formal, đều khá là nề nếp, khuôn khổ hơn. Và đôi khi mình cũng nghĩ là bây giờ mình muốn tự dưng đùng một cái mình lên đa sầu đa cảm, mình làm một cái voicemail, tổ chức một cái cuộc thi hát ở trên thread. Nhưng bây giờ thì nó có thể rất là vui không? Hay là cái việc mình đi làm đôi khi mình đặt ra giới hạn rất rõ ràng là ok, với từng này quyền lợi thì tôi sẽ làm như này. Cái đấy là một cái mà ngày xưa mình không có. Mình đi làm đôi khi mình cũng cảm giác là mình đưa hết cho công việc, nhưng mà cái mình nhận lại nó không tương xứng, mình không biết cách nào để mình có thể thể hiện cái việc đấy, vì đấy không phải là một cái điều bình thường ở cái môi trường ngày xưa. Thì mình nghĩ là ở cái giới trẻ bây giờ có rất nhiều cái thế mạnh hơn so với mình ngày đó. Thì cũng có những cái mà mình nghĩ là mình có thể giúp được các bạn ở những khía cạnh khác. Bởi vì những cái giá trị ngày xưa, những cái giá trị của công việc hay là làm việc hay là phát triển ngày xưa, thì có thể nó không giúp mình thể hiện bản thân tốt hơn hay là nhiều khía cạnh như là bây giờ. Nhưng mà đổi lại là chắc chắn nó sẽ giúp mình có một cái hành trình nó cũng khá là ổn định và phát triển đều đặn hơn.
thì mình nghĩ là đấy là một cái mà mình có thể áp thêm một cái năng lượng trẻ. À, Phúc Du, một rapper rất là chiến của làng rap Việt, à, có bao giờ mà Phúc Du ở nhà ngồi nghe hay thậm chí là hát theo một bản tình ca nào đó không? Ôi, mọi người nghĩ sao? Cái hình ảnh này mới lạ nè, bây giờ khán giả đôi khi Phúc nghĩ sao? Khao được thấy à, mọi người nghĩ sao là mọi người tưởng tượng cảnh đấy, Phúc ngồi trong nhà ăn mặc kiểu vest vưởng, ngồi áo sơ mi, sau bắt đầu ngồi bật mic, bật autotune lên, đeo tai nghe và hát ballad. Ui, nó phải gọi là, xong rồi quay TikTok nữa, giống kiểu mấy livestream hát ấy. Rồi cảm ơn mọi người đã gửi hoa hồng với cả gửi gấu với cả gửi xe. Thì thực ra là nếu mà ở trong một cái chiều vũ trụ khác thì chắc chắn đấy là một cái điều mình mong muốn. Mình khá là thích những ca khúc tình ca, rất thích. Vì dù gì mình cũng lớn lên với những ca khúc đấy, với ITV, với những kênh MTV, những V Channel, Yam TV rất là nhiều, nói chung là rất là nhiều những kênh âm nhạc cái thời bé, và mình được nghe chủ yếu là những ca khúc tình ca. Và đến lúc lớn thì ai rồi, kể cả rapper có đứng đầu thì đi vào karaoke mà bảo xong ca thì cũng người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô, là ai cũng như thế thôi. Thế nên là và chắc chắn rồi, cái việc mà mình yêu thích cái âm nhạc đấy nó giúp mình rất là nhiều, mình có thể đem nó vào trong rap. Cái tình cảm đấy, và mình và Phúc nghĩ là khán giả cảm nhận được cái đó. Nhưng mà khán giả bây giờ ước gì được nghe Phúc hát tình ca ở đây. À, thì mọi người cảm ơn mọi người, thì mọi người cứ ước thôi. Còn còn Phúc cũng ước là được hát tình ca ở đây với mọi người. Tuy nhiên là đấy, mọi người thấy đấy, bây giờ để hát là trình bày một ca khúc nó trọn vẹn gửi đến mọi người, nó cần nhiều thứ. Với Phúc quan trọng, Phúc kỹ tính, bây giờ là phải có đầy đủ các thiết bị tối tân nhất để có thể đưa vào phần trình diễn tuyệt vời, nên là mình không thể được, nếu mà rap thì được. Nhưng mà thực sự thì Phúc nghĩ là đấy là một cái mình muốn làm trong tương lai, đấy là một cái thử thách mà mình muốn vượt qua, đấy là một cái level mà mình muốn chiến. Đấy là một ông Phúc mà có một ca khúc mà tự mình hát hook thì sao, và chinh phục khán giả bằng cái giai điệu đấy thì sao. Nấc thang tiếp theo của hành trình của mình đúng không? Đúng rồi, mình rất thích những thử thách. Vậy là mọi người mong đợi nha, đây cũng có thể là hint mà do Phúc Du tung ra, là Phúc Du sắp tới là cái bài hát tiếp theo là sẽ tự hát hốc cho bài hát của mình đó. Đúng không, đúng không? Đúng rồi đó. Nhưng mà nếu như mà tiếp theo sắp tới sản phẩm mới để định hình một cái vai gì đó cho mình, thì Phúc nghĩ là mình sẽ hướng tới một cái hình ảnh như thế nào? Ở trong sản phẩm tới, Phúc thực sự là mong muốn với cái hình ảnh của một cái chàng trai vươn lên, lao động, yêu khó khăn, yêu vượt lên chính mình. Và mình muốn làm cho cái hình ảnh đấy không những rõ nét, mà nó phải chạm được đến những cái nỗi lo và những cái cảm xúc của mọi người, nói được những cái điều mà những người như mình cảm thấy nhưng mà không có cách để nói ra. Đấy là cái mình muốn chia sẻ đến ở cái mini album lần này, cái dự án lần này. Thực sự nó chỉ là một cái sự khẳng định về cái định hướng của mình sắp tới, và một cái nếm thử cho những cái năng lượng mà mình muốn đem lại cho mọi người, và cái nội dung mình muốn đem lại cho mọi người, cái tinh thần và cảm xúc Phúc muốn đem lại trong âm nhạc. Còn những cái dự án tiếp theo là những cái dự án mà Phúc sẽ dành 150% tất cả những cái sức lực của mình để có thể khiến cho nó không chỉ là về hình ảnh của bản thân, mà nó là về hình ảnh của mọi người, và mọi người có thể thấy được mọi người ở trong đấy, và có thể sử dụng cái âm nhạc đấy không chỉ là để tăng năng lượng như là mini album này về mặt âm thanh, mà nó còn là về mặt năng lượng ở trong con tim. Mọi người có thể đồng cảm được và mọi người có thể dùng nó trong cuộc sống của mọi người. Thì đấy là cái điều Phúc mong muốn nhất trong dự án tiếp theo. Có dự án tiếp theo thì chắc không biết chừng nào mới được chạm đến cái dự án tiếp theo của Phúc. Nên là ở thời điểm hiện tại thì thôi, mình chạm tới dự án hiện tại đi ha. Okay. Chắc là mình sẽ rap lại cái bài mới nhất của mình đi. Ok. Anh phải gọi thằng em yêu bằng chú. Chú ngon vì chú ngon thì mới thích đàn đúm la liếm lượn lờ ngồi bè được phố to. Khi nó đói con phải tự cố lo, không chờ được mẹ tặng hay là bố cho. Thằng em yêu chỉ nổ thôi chứ chả đến đâu, như con quay bị kẹt ở số mo. Anh chả hiểu đâu là điều em mừng, có phải là vì nó có cái mã để đâu phải Shopee. Đừng em yêu đừng vì cái mã mà hạ cái giá, nói thật có căn mới yêu được em. Căn đấy chính là căn hộ, thằng bạn trai tôi xứng với em á, thăm mày chính là thăm mộ. Để anh đang xuất
Thằng em yêu đang xuất, thằng em yêu cho thằng danh ấy game over không to be. Còn tình yêu để anh đang xuất, thằng em yêu đang xuất, thằng em yêu để anh đang ký một suất đứng nhất trong team của em yêu. Và đấy là đang xuất thằng em yêu ạ. Yeah. Không cần một con beat nào hết. Ở đây chúng tôi cân tất. Vừa rồi thì mình có lướt TikTok mạng xã hội, có thấy một cái bài diss đùa một ai đó. Trời ơi, mọi người đào sâu quá. Chương trình thật là chu đáo. Chu đáo quá ha. Chắc là mình chia sẻ xíu đấy ha. Cái nguồn cảm hứng đến từ đâu và bài hát đó mình sáng tác trong bao lâu? Ca khúc mà gần đây thì mình có đăng trên một kênh phụ, mình có nhìn thấy của một bạn tên là Trúc Anh Phương. Thì theo như mình được biết từ bạn ấy thì nó là một ca khúc mang tính đối kháng. Nó là một cái cách thể hiện quan điểm của mình. Thực sự thì với Phúc Du luôn có một cái nguồn gốc bắt đầu từ battle rap, từ một cái thứ nghệ thuật mang tính đối kháng. Nó rất là thể thao, giống boxing thôi. Nó cũng không phải là để tổn thương ai cả. Nó không phải là thực sự là để mình gọi là đối xử tệ với ai cả, mà nó thực sự là một cái môn trao đổi những cái chiêu thức, nó giống như là một môn võ vậy. Thì mình không bao giờ hết được cái đấy. Và kể cả trong âm nhạc thì bây giờ đang xuất nó làm bài, thực ra là mình như kiểu tự battle với chính mình. Với cái trường hợp của cái ca khúc trên cái kênh phụ vừa rồi, thực sự mình đổ lỗi cho cái việc ngày xưa mình xem quá nhiều Kim Dung và siêu nhân. Nó thành ra mình có một cái sự gọi là trỗi dậy một cách bản năng khi nhìn thấy ai đó bị bắt nạt hay là ai đấy bị hạ thấp xuống rất là nhiều, đặc biệt là những người mình yêu thương. Thì trong cái trường hợp đấy, bạn ấy có nhắc đến một vài người mình rất là yêu và rất là tôn trọng. Thành ra là bạn ấy muốn trêu những cái người đấy thì mình cũng muốn thử xem là nếu mình cũng trêu bạn ấy thì bạn ấy sẽ cảm thấy sao. Và rất là vui vì mình đã có một cái thời gian như vậy với bạn ấy. Cảm ơn Kim Dung và Siêu Nhân Gao đã cho Phúc một cái tinh thần rất là thích hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà sau khi Phúc trêu bạn ấy xong thì đã nhận được phản ứng của gì của bạn ấy chưa? Hình như là bạn ấy cũng có trả lời mình qua một ca khúc, tuy nhiên là mình cũng chưa được nghe tại vì đợt rồi mình cũng bận chạy album. Nhưng mà mình nghĩ là bạn ấy cảm nhận được những cái điều mình muốn nói, và nếu như mà bạn ấy muốn chia sẻ thêm gì về những cái điều mà mình nói thì mình nghĩ là bạn ấy có thể đưa lên những cái kênh thậm chí to hơn. Bởi vì là hình như là mình cũng chưa thấy bạn ấy phản hồi trên mạng xã hội hay là ở trên YouTube hay là kênh nhạc của bạn ấy. Thực ra mình vẫn rất là follow vì đấy là một người mình rất là respect. Ở thời điểm 2020, khi mà thời điểm mà mình như mình nói là mình có những cái lúc mà mình không cảm nhận được là mình nên làm gì, thì cái ngày mình xem bạn ấy ở WeChoice mình cũng là một cái lúc rất là truyền cảm hứng. Bạn ấy diễn ở WeChoice và lúc ấy mình cũng diễn và mình nhìn được thấy bạn trên sân khấu. Bạn ấy diễn ca khúc rất là truyền cảm hứng về, mình nhớ tên không nhầm là Cánh Cửa Diệu Kỳ. Và thực sự khi mình nhìn thấy cái nụ cười đấy và cái cách bạn ấy thể hiện và khiến cho khán giả đều thấy như là mình có rất là nhiều động lực để làm, và mình rất là respect việc đấy. Và cho đến bây giờ thì mình mới cảm giác là tại sao mình đang rất nhớ cái con người đấy. Đấy cũng là lý do mình tham gia, vì mình cũng không phải là một người mà mình sẽ quá là tương tác với những người mình không quen hay những người lạ, mà thực sự là phải mình người quan tâm thì đôi khi mình cũng sẽ có thể nói chuyện và mình sẽ thảo luận. Và có thể trông nó sẽ hơi trêu đùa, nhưng mà bạn bè mà, hay là những người mình yêu thương mà. Qua cái trận battle thì người ta nhìn vô, người ngoài người ta không có nắm bắt cái nội dung câu chuyện thực sự bên trong thì nhìn nó hơi căng ha. Nhưng thực ra là mình chỉ là đồng nghiệp đùa giỡn với nhau thôi đúng không? Vâng, nó là một cái sự trêu đùa rất là đồng nghiệp, rất là trong ngành, trong giới, rất là hip hop, rất là rap. Có những cái cuộc đấu như thế nó sẽ xảy ra ngoài tầm tay. Tuy nhiên là với mình, với Phúc Du thì mình luôn cố gắng giữ nó ở trong việc tranh luận quan điểm, hay là mình muốn nói chuyện với nhau qua một cách thú vị hơn là status hay là story. Nhưng mà trước giờ Phúc đã từng bị ai chủ động trêu đùa mình trước chưa? Rất nhiều, trời ơi. Tuy nhiên là con số đấy bây giờ không nhiều lắm. Sau một vài lần mình trêu lại thì có vẻ như mọi người cảm giác là trêu mình không vui lắm. Trêu mình thắng thì cũng không vui, mà trêu mình thua cũng không vui. Nên là mọi người cũng ngừng trêu Phúc Du. Vậy là mình bất khả chiến bại rồi đúng không? Không. Người ta không thèm trêu nữa. Tủi thân, buồn bã. Thì bây giờ vậy là chắc là bây giờ cũng đang rất là cần khát khao ai đó trêu đúng không? Thôi ạ, xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi trước. Thực sự Phúc Du mặc dù là cái tinh thần của mình là chiến, tinh thần của mình là chiến binh, hay hình mẫu mình hướng đến, hay là những cái điều mình muốn làm là nó vượt qua thử thách hay khó khăn. Tuy nhiên mình không bao giờ
mang cái tính chất là mời gọi ai hay là để đối kháng hay là để đè nén hay là hạ thấp ai cả. Tất cả mọi thứ là mình thực sự làm là để bảo vệ một cái gì đấy, một cái lý tưởng, những người mình yêu hay là gì đấy. Mình không bao giờ mong muốn hay là đi ra ngoài để kêu gọi là hãy đánh tôi đi để tôi chứng minh là tôi khỏe hay là tôi mạnh, hay là để tôi chứng minh là bạn kém hay là bạn yếu cả. Đấy không phải là cái thông điệp mà mình muốn hướng tới. Mình chỉ muốn nói cho mọi người là ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ, ai cũng có thể phấn đấu để tốt hơn và có thể bảo vệ những người xung quanh mình. Vậy thôi. Hồi nãy có nghe được một câu chuyện ở đó là Phúc Du ở nhà là ông hoàng chốt đơn. Khi mà mạng xã hội có những cái ông hoàng livestream thì ở đây chúng ta có một ông hoàng chốt đơn. Không biết là một lần mình chốt như vậy là mình chốt bao nhiêu đơn? Chốt có những tháng là đã lên đến thành viên kim cương. Được không ạ? Tuy nhiên là thực sự mình ngày xưa mình rất là không thích mua hàng online, Phúc Du rất không thích mua hàng online, rất là sợ ở một chàng trai Hà Nội ăn chắc mặc bền, rất là sợ bị lừa. Vậy nên là mình không muốn tương tác. Nhưng mà tuy nhiên sau một vài lần đầu tiên mua ở trong đời Covid là đến bây giờ là mình thấy đấy là một cái nền tảng mình rất là tin dùng và nó rất là tuyệt vời. Và đặc biệt là mình cũng rất là mong muốn là trong tương lai mình có cơ hội là mình có thể host những cái buổi live bán hàng đấy. Thôi thì mình cũng muốn thử xem là kinh nghiệm của mẹ bao nhiêu năm bà bánh mì có truyền được cho mình thì mình đi bán cái khác không. Trời ơi, rất là mong chờ. Cái nhãn hàng ơi, tôi phải gửi cái video này đến cái nhãn hàng để cái nhãn hàng tìm đến Phúc Du. Vâng ạ. Đây một cái gương mặt đại diện một cái ông hoàng livestream thế hệ mới. Sẵn sàng. Nếu mà gọi là các cái sản phẩm như là nước tăng lực ấy, hay là nước uống thể thao là mình sẵn sàng, mọi người bảo mình coi như là uống một lốc ở đấy luôn. Mình minh họa luôn, bởi vì ngày xưa là đấy là thực sự là cái nguồn cảm hứng cho mình trong rất là nhiều cái hoạt động mình làm. Hồi nãy mình có nhắc tới siêu nhân Gao hoặc kiếm hiệp Kim Dung đúng không? Yeah. Thật là khó để mà hình dung ra được một anh chàng rapper như thế này mà lại đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung. câu chuyện nào của Kim Dung khiến Phúc Du thích nhất? Phúc nghĩ là thực ra là một cái chàng trai như Phúc mà đọc truyện Kim Dung thì nó cũng không bất ngờ. Vì cái tinh thần ở trong những cái quyển truyện đấy, truyện kiếm hiệp cổ điển đấy, thì nó luôn là cái việc là bảo vệ những cái người mình yêu thương và phát triển bản thân và mạnh mẽ và cố gắng để giúp những người yếu đuối hơn. Thì Kim Dung mình rất thích. Nếu mà bộ mình thích nhất thì sẽ là Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trương Vô Kỵ. Coi như là đấy, một chàng trai coi như là gia đình gọi là rất khó khăn, sau đấy là còn trải qua rất là nhiều gian khó, và đến khi mà có được những cái sức mạnh hơn thì dùng cái đấy để bảo vệ những người mình yêu thương và đứng ở giữa rất là nhiều những cái lý tưởng khác nhau và những cái phe phái khác nhau và phải chọn lựa giữa những cái đấy. Phúc nghĩ đấy là một câu chuyện mà nó khá là liên hệ đến cả thời hiện đại và đặc biệt là với các cái cuộc sống của những cái người thanh niên bây giờ, vì chúng ta phải lựa chọn giữa rất là nhiều cái hệ giá trị khác nhau. Và đôi khi với cái sức mạnh của mình không chỉ quan trọng là bạn có được sức mạnh đấy, mà dùng nó như thế nào, dùng nó cho ai và để làm gì thì cái đấy đôi khi còn quan trọng hơn. Và kiếm hiệp làm cái dạy rất là nhiều về cái việc đấy. Bỗng nhiên bạn ấy nhắc đến kiếm hiệp Kim Dung thì trong đầu tôi nghĩ ra tôi muốn chơi một cái mini game với cái vũ trụ Kim Dung này. Nếu như mà Phúc Du là Trương Vô Kỵ thì Chu Chỉ Nhược với Triệu Mẫn Phúc Du đâu mới là ngu của Phúc Du? Ôi, khó. Thực ra là không khó. Phúc sẽ chọn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn cũng điện, Chu Chỉ Nhược cũng điện. Tuy nhiên là mình thích một cô gái điện không muốn chém mình hơn. Ở trong chuyện thì đấy, như các bạn đã biết, thì thực ra là Phúc nghĩ là cái việc mình điện thì mình có thể dừng lại ở tính cách thôi. Còn khi mà mình liên quan đến những hành vi bạo lực thì là không nên. Yeah. Tức là Chu Chỉ Nhược thì tâm cơ hơn, còn Triệu Mẫn thì Phúc Du cảm thấy là đơn giản hơn đúng không? Một Triệu Mẫn mình cảm giác là một cô gái điện kiểu có sự thuần khiết, có sự ngây thơ, có sự bớt toxic hơn một tí. Vậy trong Kim Dung còn nhân vật nữ mà khiến Phúc Du cảm thấy thích nhất, ngưỡng mộ nhất? Ngưỡng mộ nhất chắc chắn đấy chính là Hoàng Dung. Hoàng Dung vợ Quách Tĩnh, một người phụ nữ rất là thông minh, rất là tuyệt vời và gọi là giúp đỡ cái chàng trai đấy trên cái chặng đường của mình. Mặc dù chàng trai đấy là một chàng trai như trong truyện tả là cũng hơi từ chưa phát triển đấy, cũng hơi gặp nhiều khó khăn đấy, hơi ngốc nghếch đấy, thì là rất là cảm ơn một cái cô gái như là Hoàng Dung. Thì cá nhân Phúc Du nghĩ là rất là nhiều chàng trai muốn có một cái người phụ nữ như vậy trong cuộc đời của mình, để mà đồng hành của mình, là người bạn đời của mình cho đến cuối cùng. Bởi vì là mọi người biết cái kết chuyện là tất cả
mọi người cùng rất là tử chiến trong một trận đấu để bảo vệ cái thành ở Tương Dương. Và Phúc nghĩ là đấy là một điều ai cũng mong muốn. Hay ho quá, mình đọc truyện giống như là kiểu như truyện này chắc là mấy cuốn truyện để đầu giường của mình luôn rồi, đúng không? Nhưng mà mình có coi phim không ta? Trời, có, em ngày xưa xem hết. Nhưng mà là không phải là đọc truyện, tại vì là nghe. À, nghe kiểu như nghe podcast. Nghe radio, ngày xưa có cái đài. À, đài nào vậy? Có phải đài có, có Zone FM các kiểu. Nếu một trong các bản phim á, lỡ nhắc tới Hoàng Dung rồi, thì các phiên bản Hoàng Dung ở trên phim mà Phúc Du cảm thấy thích nhất là phiên bản của ai đó? Em không nhớ, nhưng mà là cái bản mà có Trương Vô Kỵ đeo mặt nạ nửa này này, xong rồi là cái đời 2002 là 2000 gì đấy. Thế nhưng có Cổ Thiên Lạc đó không? Không phải Cổ Thiên Lạc. Cùng cái thời với Cỗ Máy Thời Gian, không nhớ, nhưng mà đoạn tầm đấy. Đây là bản của Lâm Y Thần với Hồ Ca hả? Trước đấy. À, là Châu Tấn. Vâng, chắc là khoảng bản đấy đấy ạ. Vâng. Thời mà nó vẫn hơi TVB ấy. TVB. Vâng, thời nó vẫn hơi TVB ấy. Bây giờ mọi người cũng tò mò, không biết là Phúc Du ở nhà giải trí như thế nào? Phúc giải trí nhiều nhất là viết. Viết nhạc. Viết tất cả mọi thứ. Viết nhật ký, viết nhạc, viết những cái gì mình học được. Thì đấy là một cái niềm đam mê trong cuộc sống là của Phúc, là viết, viết và đọc. Có những lúc thì mình đã nghĩ là mình xuất phát và mình theo đuổi một cái công việc là làm nhạc. Tuy nhiên Phúc cũng có lúc nhận ra là cái âm nhạc nó là một cái cách mình thể hiện cái điều mình viết. Chứ còn nếu như mà ở trong một trường hợp khác, có thể mình đã là nhà văn, có thể Phúc đã là một nhà văn viết chuyện giả tưởng chẳng hạn. Tuy nhiên là rap cũng là một cái phương tiện để mình thể hiện cái việc mình viết, và âm nhạc cũng là cách để mình đưa những cái mình viết đến với khán giả, đến với những người nghe, đến với những cái người mà mình quan tâm, những cái thông điệp mà mình muốn ở một cái cách nó tiếp cận có thể là thú vị hơn chẳng hạn. Vâng, anh ấy lựa chọn một cái cách giải trí nó cũng khá là tiêu tốn nhiều năng lượng trí não. Phúc cảm giác là thực sự viết thì nó không tốn nhiều năng lượng não nếu như mà mình viết một cái cách nó thoải mái và không cố filter bản thân. Nếu như mà mình viết với một cái việc là mình muốn thể hiện những cái điều mình suy nghĩ ra thì nó sẽ không quá mệt. Tuy nhiên là nếu như mình cố gắng để mình filter là làm thế nào để mình viết sao cho 18 trừ, làm thế nào để mình viết để TikTok thích cái này hay là để Facebook thích cái này, thì cái đấy nó rất là mệt. Còn với Phúc thì những cái lúc mà đã rất thử rất là nhiều thứ, chơi game, xem phim, cũng rất là muốn như mọi người là có thể cuối tuần đi ngồi cà phê. Tuy nhiên là Phúc cảm giác là cái việc mà mình làm được những cái sản phẩm sáng tạo và sau đấy chia sẻ đến mọi người thì nó vẫn cho mình một cái sự khoái cảm hơn là mình có thể ngồi một chỗ mình không làm gì. Hy vọng là trong một cái giây phút giải trí nào đó của Phúc Du sẽ viết được một vài bản tình ca mới và gửi đến mọi người. Dạ, chắc chắn. Còn rất là nhiều điều muốn chia sẻ, muốn tâm sự và muốn hỏi Phúc Du nữa, nhưng mà thời lượng chương trình thì có hạn, chắc là chúng ta sẽ để dành cho những cái lần dịp lần sau. Chắc chắn ạ. Phúc Du sẽ là khách mời thường xuyên của chương trình đúng không? Phúc Du sẽ cố gắng ra thật nhiều nhạc và thật nhiều dự án để mà có thể lên Trạm Giải Trí nhiều hơn và giao lưu cùng mọi người. Vậy là chúng ta đã qua gần một tiếng và thậm chí còn hơn với nhau ở trên chương trình Trạm Giải Trí. Phúc Du chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi và ở đây và lắng nghe chia sẻ của Phúc Du cùng với Trạm Giải Trí. Rất là mong là mọi người đã có những giờ phút thật là thoải mái, là thư giãn, và mọi người đã biết được một cái gì đấy mới hơn. Và rất là mong mọi người sẽ dành tiếp tục những cái tình yêu và sự quan tâm đến với Phúc Du, đến với mini album đăng xuất Thằng Em Yêu và những dự án tiếp theo của Phúc Du. Hãy theo dõi Phúc Du ở tất cả các nền tảng. Hãy cứ viết Phúc Du không giấu, P-H-U-C-Z-U. Và các bạn sẽ tìm thấy mình ở trên YouTube, ở trên Facebook, Instagram và TikTok. Nếu như mà mọi người có bất kỳ thông tin gì mọi người muốn biết thì hãy cứ inbox mình rất là muốn trả lời mọi người và rất là muốn kết nối với mọi người sâu hơn. Yêu mọi người rất là nhiều. Bye bye. Đúng rồi, mọi người chỉ nên inbox cho Phúc Du thôi. Phúc Du sẽ không có trả lời comment đâu. Và lần sau, nếu mà lần sau Phúc Du tới thì nhất định sẽ chuẩn bị một cái mini game về vũ trụ Kim Dung hoàn chỉnh hơn cho Phúc Du chơi nha. Thoải mái, tất cả các loại vũ trụ về giải trí Marvel, DC chơi hết ạ. Trời ơi, bây giờ tôi đã biết được cái insight của anh ấy rồi. Rồi. Phúc Du ơi. Yeah, bye bye mọi người. Yêu mọi người rất là nhiều. Có một cái điệu rap freestyle gì đó để tạm biệt không? Tạm biệt rồi. Cái gì nhỉ?
ơi mình gửi tình yêu mọi người vậy? Anh thích em VFI, yên đời, yên điên nào. Hãy cứ điện nha mọi người nhá. Hãy tự hào về cái điện của mình. Phúc Du cũng như vậy, yêu mọi người.